Em xin kính chào tất cả các bác. Vậy là mùa ong rừng đã đến. Ở đây là những cái tổ ong mà em vừa mới vắt ra ngày hôm nay. Cực kỳ tuyệt vời. Các bác nhé, đây là ong khoái rừng. Thì em lên cho các bác một vài những cái tổ hàng nguyên bọng như sau. Cái này thì em lọc ra thì ở đây bác bán theo mật lít. Các bác nào lấy thì em gửi cho 350.000 đồng một lít. Hàng cực kỳ tuyệt vời anh em nhé. Đây này, những cái tổ ong. Những cái tổ ong này phải nói là quá đỉnh cao luôn anh em này. Tổ này là 1,4 cân. Đấy, nhân giá là 240.000 anh em nhé. Đấy. Tổ này thì là 3 cân 2, lấy 3 cân nhân với giá 240 các bác nhé. Các bác nhìn đây là nó vẫn đang có con ong còn đang sống đây này anh em này. Đấy, đây là ong khoái 100%. Đấy, tổ này thì 4 cân 6, lấy 4 cân 4. Đấy, nhân giá 240. Hàng siêu VIP luôn anh em nhé. Đây, bay về về này. Nhiều bác bảo là mật mật ong vớ vẩn nhưng mà thật ra các bác không ở rừng núi các bác cũng ít tiếp xúc với những cái loại như thế này. Đấy. Mật nhà em thì luôn luôn đảm bảo chất lượng cho mọi người. Đây là một cái tổ vàng chóe luôn. Tổ này thì nó đặc. Ngại lôi ra vì cái túi nó mỏng sợ nó ọc phát ra là chết. Tổ này lấy các bác 7 cân 4, nó đang cả bì là gần 8 cân. Cái xô 6 nạng. Đây, ui dồi ôi. Cái tổ này mới gọi là đỉnh cao. Đây, anh em nào đem về gọi là biếu xén cái độ dày của nó, các bác thấy sướng chưa? Thơm. Thơm khủng khiếp luôn anh em, nó ngon khủng khiếp. Các bác mà mua theo hàng cân thì em cũng tách ra bán cho mọi người được. Đây một cân này. Một cân như này có cả sáp lẫn mật. Đấy. Ở bên này thì vẫn còn những cái tổ như thế này. Bây giờ nó mới là đầu mùa thôi anh em nhé. Đầu mùa. Một tí thôi. Nhưng mà mấy hôm nữa nó mới nhiều. Nhiều sợ ôm không hết nổi. Tổ này 7 cân rưỡi. Lấy các bác 7 cân 2. Đấy. Nhân giá 240 mọi người nha. Tổ này là bao nhiêu? Hạ 1 cân 9, lấy các bác 1 cân 7. Đấy. Nhân giá 240. Đây tổ này cũng thế này. Mấy cái tổ này thì em lại chưa set up ra. Đây còn còn cái tổ này. Thực ra nó cũng nhiều lắm. Đây là toàn một anh em người ta đi có những tổ nó bé như này. Túi bóng ở đây đều là túi bóng sạch. Em cho anh em người ta. Đây những cái túi này em cho anh em người ta đi. Người ta cho vào trong. Đấy, các bác yên tâm. Bên này là cái chè nhà em. Chè đội 2. 150.000 đồng một cân. Cao gắm. Chị gút là 690.000 đồng một cân. Nấm rồi là trà, hàng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, đông trùng hạ thảo rồi thuốc dạ dày rất tốt anh em nhé. Cái con ong khoái bản chất của nó rất là dài đấy, và nó rất là hung dữ. Lên rồi thì đây là cái chiên kho nhà em mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu về sản phẩm gì như là chẩm chéo rồi mắc khén các kiểu, lá mát gan đấy, thì nhắn cho em. Em xin chào và chúc sức khỏe tất cả anh em. Mật ong. Mật ong là cái sản phẩm chủ lực ở nhà em. Mỗi năm tính đầu tấn mọi người nhé. Hàng năm nay có lẽ là cũng sẽ rất là nhiều. Mong được anh em ủng hộ. Xin chào và chúc sức khỏe anh em.